Từ lâu Trung cộng luôn dựa vào máy bay thả bom X-6 để tiến hành nhiệm vụ tấn công hạt nhân, nhưng bản thân X-6 tồn tại nhiều điểm yếu, không phải là một trang bị tốt nhất. Trong khi đó thì B2, B1 và B52 của Mỹ đều là những máy bay thả bom chiến lược tính năng cao, còn ở Nga thì sở hữu các máy bay thả bom như Tu-95 và Tu-160. Vào tháng 10 năm 2018, thì truyền thông Trung Cộng tuyên bố rằng không quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân sẽ công khai tiết lộ máy bay thả bom tàng hình X-20 mới trong cuộc diễn hành kỷ niệm 7 năm không quân vào năm 2019. Ngày 29 tháng 11 năm 2019, Trung Cộng đang đẩy nhanh tiến bộ nhằm đưa máy bay thả bom chiến lược X-20 vào phục vụ trước năm 2025. Không quân Trung Cộng là lực lượng không quân chiến lược nhưng đến nay vẫn chưa có một máy bay thả bom chiến lược nào. X-20 sẽ là tiêu chuẩn để cho không quân Trung Cộng được công nhận là lực lượng chiến lược. X-20 có thể là câu trả lời cho máy bay chiến đấu tấn công F-35 của Hoa Kỳ. Giữa lúc xảy ra tranh chấp gay gắt giữa Trung Cộng và Mỹ chung quanh bệnh dịch viêm phổi do coronavirus mới, mạng quân sự trực tuyến của Trung Cộng tiết lộ là ngày Chủ nhật 10 tháng 5 2020, Trung Cộng đã tiến hành bay thử nghiệm máy bay thả bom tàng hình X-20. Tuy nhiên, quân đội giải phóng nhân dân hiện chưa lên tiếng về thông tin này. Theo trang tin Hoa ngữ đa chiều vào ngày 10 tháng 5 2020, máy bay thả bom tàng hình X-20 của quân đội giải phóng nhân dân đã tiến hành chuyến bay thử nghiệm và hạ cánh sau hơn một giờ bay. Đánh dấu loại máy bay được chế tạo mô phỏng theo mẫu máy bay F-117 của Mỹ này sẽ giúp tăng cường khả năng công kích từ ở trên không của Quân đội Giải phóng Nhân dân. Máy bay thả bom chiến lược có ý nghĩa quan trọng đối với Trung Cộng. Lịch sử các cuộc xâm chiếm từ phía biển, các thách thức và các áp lực quân sự hiện đại đã trở thành một vấn đề quan trọng trong việc bảo đảm an ninh chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Trung Cộng. Các yếu tố này bắt buộc quân đội Trung Cộng phải phát triển một loại máy bay thả bom chiến lược mới. Máy bay thả bom X6 hiện nay dù đã tiến hành cải tiến nâng cấp nhiều lần nhưng phải thừa nhận rằng nó đã không còn phù hợp với cuộc chiến tranh hiện đại hóa như hiện nay. Bản tin trên trang mạng chuyên gia nghiên cứu vấn đề chiến lược không tiết lộ chiếc máy bay X20 bay thử ở đâu và cũng không tiết lộ nhiệm vụ mà máy bay chiến đấu thực hiện trong suốt chuyến bay. Họ chỉ nói chiếc máy bay chiến đấu đầy bí ẩn này cất cánh vào lúc 9 giờ 50 sáng ngày 10 tháng 5 2020 và hạ cánh vào lúc 11 giờ 01 phút sáng đã hoàn thành nhiệm vụ bay đầu tiên một cách mỹ mãn. Được biết, chiếc máy bay chiến đấu X-20 được chế tạo mô phỏng theo chiếc máy bay chiến đấu F-117 của Mỹ, loại máy bay đầu tiên trên thế giới có thể hoàn toàn vô hình và hoàn toàn có thể che giấu được hành tung trên màn hình radar. Vào tháng 9 năm 2016, tướng Ma Sharsen, khi đó là tư lệnh của Không quân Quân đội Giải phóng Nhân dân lần đầu tiên tiết lộ rằng Trung cộng đang nghiên cứu phát triển một thế hệ máy bay thả bom tầm xa mới. Cho đến tháng 5 năm 2018 thì tập đoàn công nghiệp máy bay Tân An đã tung ra video quảng cáo mang tên Đại Quốc Cất Cánh, tại phần cuối phim xuất hiện chữ The Next là hình ảnh một mẫu máy bay mới được phủ bạc và được dự đoán là X20. Hiện tại thì quân đội Trung Cộng chưa bao giờ tiết lộ các thông số kỹ thuật của X-20 và cư dân mạng của Trung Cộng liên tục đăng tải các hình ảnh mô phỏng của loại máy bay chiến đấu bí ẩn này. Theo phân tích của một số chuyên gia Trung Cộng, máy bay thả bom tàng hình mới của Trung Cộng sẽ có thể xuất hiện trên bầu trời Trung Cộng vào đầu năm 2025. Có nhiều suy đoán về kỹ thuật của X-20, nhưng dù thế nào với kỹ nghệ quân sự hiện tại của Trung Cộng, sẽ không có vấn đề gì khi chế tạo một loại máy bay thả bom tàng hình mới dựa trên nền tảng máy bay chiến đấu tàng hình J-20 và các hệ thống vũ khí tiên tiến khác. Theo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ DOD ước tính rằng chiếc máy bay này có tầm hoạt động lên tới 5.300 dặm, tức là khoảng 8.500 km, và có thể bay với tốc độ cận âm, mang theo bốn hỏa tiễn hành trình tàng hình siêu thanh. X-20 có thể thực hiện các cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân cũng như thông thường và có khả năng dẫn đường chính xác cao. Lãnh đạo Bắc Kinh vẫn đang cân nhắc cẩn thận liệu nhiệm vụ của họ có ảnh hưởng đến cân bằng khu vực hay không, đặc biệt là khi căng thẳng khu vực đang leo thang vì đại dịch coronavirus. Giống như hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa, tất cả các máy bay thả bom chiến lược đều có thể được sử dụng để cung cấp vũ khí hạt nhân. Ngoài việc bắt chước thiết kế của máy bay chiến đấu Lockheed F-17 Nighthawk, phía Mỹ cũng dự đoán là X-20 có tham khảo bố cục khí động học của máy bay thả bom chiến lược B-2 Spirit của Mỹ. Theo một số nguồn tin chưa được kiểm nhận trên mạng của Trung Cộng, thì X-20 sử dụng bốn động cơ phản lực WS-18 hoặc là D-30KP-2 có tốc độ siêu âm và tính năng tàng hình có thể mang hỏa tiễn hành trình CJ-20 có tầm bắn 2.500 km và hoạt động ở tầm xa 12.000 km nếu được tiếp dầu một lần thì có thể nâng tầm bay lên tới 18.000 km. Có nguồn tin nói sức chiến đấu của X-20 có thể gấp 5 lần loại X-6K là loại máy bay duy nhất mà Trung Cộng có thể cất cánh từ lãnh thổ Trung Cộng tấn công tới lục địa Mỹ và phần lớn các mục tiêu trên toàn cầu. Trong tương lai khi X-20 được sản xuất hàng loạt thì giấc mơ xây dựng lực lượng không quân chiến lược của Bắc Kinh sẽ là bước đầu tiên được thực hiện. Cũng có một số ý kiến phân tích cho rằng X-20 sẽ thay thế vị trí chủ đạo hiện tại của máy bay thả bom chiến lược X-6K và cả hai sẽ được phối hợp với nhau để thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách riêng biệt. Trong bối cảnh cạnh tranh Trung-Mỹ ngày càng kịch liệt, đã đến lúc công khai X-20. Trước đó thì các chuyên gia đã dự đoán theo lịch trình nghiên cứu thì X-20 sẽ được đưa vào phục vụ từ năm 2020, cho nên được coi là một thành công đúng hẹn của dự án. Nếu như máy bay thả bom tàng hình X-20 của Trung cộng có khả năng hành trình tầm xa, tàng hình trước mọi loại radar và hệ thống vũ khí mạnh mẽ như những thông tin được quảng cáo, thì căn cứ và hạm đội của Mỹ ở Thái Bình Dương và thậm chí là cả trên đất Mỹ sẽ phải nhận sự đe dọa chết người và điều này sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất Đối với quân đội Hoa Kỳ, khi đi vào hoạt động chính thức thì X-20 sẽ là chiếc máy bay có khả năng chiến đấu hơn hẳn B-2 của Mỹ và đặc biệt là vượt xa Tu-160 của Nga. Một khi X-20 ra đời sẽ làm cho Trung Cộng chính thức hoàn thành năng lực tấn công hạt nhân tam vị nhất thể, kết hợp khả năng tấn công hạt nhân trên không, mặt đất và trên biển. Không quân của Trung Cộng sẽ trở thành lực lượng không quân chiến lược theo đúng nghĩa. Một tổ hợp vũ khí như vậy khiến cho Hoa Kỳ cần phải tìm cách ngăn chặn hành động thảm khốc từ đối phương, nhưng chắc chắn để có thể thay đổi sức mạnh của Trung Cộng. X-20 dự định sẽ tăng gấp đôi phạm vi tấn công, có thể ra mắt công chúng tại Chu Hải Air Show 2020. Cùng lúc đó, năng lực tấn công đột phá phòng không thông thường cũng bước sang trang sử mới. Năng lực đột phá của máy bay tàng hình hiện nay rất khó phòng ngự trước các hệ thống hỏa tiễn phòng không đặc biệt là hệ thống phòng không của một số quốc gia đang tăng cường xây cất hệ thống phòng thủ hỏa tiễn như Nga và Mỹ. Hiện nay thì máy bay thả bom X-6 có thể mang theo hỏa tiễn hành trình tấn công mặt đất CJ-10K, hỏa tiễn hành trình không đối không CJ-20 tầm bắn đạn 2.500 km. Nếu X-20 mang theo hỏa tiễn này, chưa tính đến hỏa tiễn DF-17 hoặc là một số loại hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân khác đã có thể đe dọa đến khu vực Bắc Mỹ, điều này đối với Mỹ mà nói tuyệt đối là ác mộng. Trong lịch sử thì ngoài hỏa tiễn chiến lược thì đến nay chỉ có máy bay thả bom chiến lược của Liên Xô thời kỳ Chiến tranh Lạnh mới có thể đe dọa đến lãnh thổ của Hoa Kỳ. Ngoài ra theo chuyên viên nghiên cứu quân sự của Trung tâm nghiên cứu an ninh châu Á Thái Bình Dương của Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung cộng có kế hoạch xây cất căn cứ quân sự tại Micronesia, một vùng gồm hàng ngàn đảo nhỏ ở Tây Thái Bình Dương. Đây có thể là căn cứ chiến lược. Nếu Trung Cộng có thể thiết lập căn cứ giống như đảo Guam trên quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương, thì họ có thể một là phá vỡ phong tỏa chuỗi đảo của Mỹ. Vũ khí không quân hải quân nào của Trung Cộng tại đây cũng đều có thể khiến cho Mỹ bị bao vây tứ phía. Lúc đó, châu Á-Thái Bình Dương không còn là nơi an toàn cho Hoa Kỳ. Hai là đáp ứng yêu cầu tác chiến của X-20 làm cơ sở để giúp cho Trung Cộng rút ngắn khoảng cách với Mỹ Từ khoảng cách 10.000 km xuống còn 6.000 đến 8.000 km Thích hợp với hoạt động tác chiến của X-20 3. Là căn cứ cho tàu ngầm hạt nhân Type 094 để bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công lục địa của Mỹ 4. Là khai chuyển máy bay tiếp dầu ở trên không Y-20 tại đây để hỗ trợ Trung cộng tiến hành bất kỳ hoạt động quân sự tầm xa nào ở khu vực này. Trong bối cảnh Trung cộng đang chịu sức ép chiến lược từ Mỹ, những điều được giới quan sát trong và ngoài nước quan tâm nhất là khi nào X-20 ra đời, bán kinh tác chiến là bao nhiêu. Báo cáo của Mỹ cho thấy Trung cộng đang tiến hành chuẩn bị thiết lập căn cứ quân sự tại Micronesia, nên sau khi X-20 đưa vào sử dụng, căn cứ này cũng có thể đã được bàn giao. Khi đó Trung Cộng sẽ không còn chịu sự phong tỏa của chuỗi đảo. Bên cạnh đó, một khi máy bay thả bom chiến lược và tàu ngầm hạt nhân chiến lược của Trung Cộng giải quyết được tình hình tiến thoái lưỡng nan về phạm vi tấn công thì không chỉ khu vực châu Á Thái Bình Dương mà ngay cả cán cân chiến lược toàn cầu cũng sẽ bị phá vỡ.